Xin chào anh em, đây là video mình làm về các zombie. Có hai phiên bản, mạnh và yếu. Thì đầu tiên sẽ là con Newspaper. Và con Newspaper nâng cấp trong map modem đây. Anh em có thể thấy là con Newspaper ở dưới đó phần quả mạnh hơn so với con ở trên. Giáp trâu hơn, sức tấn công mạnh hơn. Ở trong này thì sẽ có hai thể loại zombie được nâng cấp. Thứ nhất là con zombie thay đổi ngoại hình. Và thứ hai là những con zombie nó có ngoại hình không thay đổi. Chúng ta sẽ cùng từ từ khám phá các zombie. Đây là con Eric Browser. Đây là con zombie không thay đổi ngoại hình ở trong map Future. Con Seed Tiếp đến vẫn là một con zombie trong map Far Future. Con Robocon. Còn đây là con Jurassic Zombie ở trong map Jurassic. Con Yeti Zombie. Đây là con zombie mạnh nhất trong một video mình đã so sánh với con zombie mạnh nhất trong game. Thank you.
con Zoro Dragon Zombie và con Zombie Bull ở trong map Wild. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất đó chính là con Zoro Dragon Zombie khả năng hút gây ra sát thương cực mạnh, trong khi con Zombie Bull cũng thể đồng. Còn đây là những con IMP. So với con IMP đầu tiên thì con IMP mới trong phiên bản 8.3.1 nó có sự lột xác hoàn toàn. Và cuối cùng trong video này sẽ là con Gargantua. Như vậy con Gargantua đấu sĩ mạnh hơn rất nhiều so với con Gargantua thường. Ok, video mình kết thúc ở đây. Xin chào anh em.